Đêm ngày 5 tháng 12, dạng sáng mùng 6 tháng 12, tiếp tục diễn ra các trận đấu tiếp theo vòng 1/8 World Cup 2022. Hai đại diện châu Á phải dừng bước ở vòng này là Nhật Bản và Hàn Quốc. Riêng với Nhật Bản, dù không tiếp tục tạo nên cơn địa chấn nhưng cũng khiến các cổ động viên hài lòng khi chỉ chịu thất bại trước Croatia ở loạt sút luân lưu. Sau khi đánh bại cả Đức lẫn Tây Ban Nha, Nhật Bản tiến vào vòng 1/8 với sự tự tin lớn hơn bao giờ hết, nhưng đối đầu với một Croatia dày dặn kinh nghiệm, liệu Nhật Bản có làm nên một kỳ tích nữa hay không? Bước vào hiệp 1, Nhật Bản giữ vững cự ly đội hình và sẵn sàng cho việc Croatia tìm cách kiểm soát trận đấu. Trong khi đó, Croatia cũng không để lép vế, dâng cao, tấn công từ biên và đe dọa khung thành Nhật Bản. Phút thứ 44, sau pha phối hợp đá phạt góc, Yoshida chuyển bóng thuận lợi để Maeda sút tung lưới Croatia. Kết thúc hiệp đấu, Nhật Bản dẫn trước với tỷ số 1-0. Sang hiệp 2, đội hình hai đội vẫn được giữ nguyên. Mặc dù có bàn thắng dẫn trước, nhưng Nhật Bản không cố thủ, họ sẵn sàng tấn công khi có cơ hội. Mặc dù nhập cuộc không tốt trong hiệp 2, nhưng với những cá nhân đẳng cấp, phút thứ 54, Croatia đã có bàn thắng gỡ hòa từ pha đánh đầu hiểm hóc của Ivan Perisic. Hòa một đều trong 90 phút thi đấu chính thức, hai đội phải bước vào hiệp phụ. Tuy nhiên, với nền tảng thể lực bị hao mòn, cầu thủ của cả Nhật Bản và Croatia không tạo ra cơ hội nào trong 30 phút sau đó, buộc phải đá luân lưu để xác định xem đội nào là đội đi tiếp và trên chấm sút phạt luân lưu, Croatia đã chiến thắng Nhật Bản, giành vé vào vòng tứ kết. Ngay khi bắt đầu loạt sút luân lưu, tôi đã cầu nguyện, cầu nguyện rằng chúng tôi sẽ thắng. Tôi nghĩ đó là chuyện may mắn nữa. Tôi thực sự nghĩ cả hai đội đã làm hết sức mình, họ thi đấu rất quả cảm. Một trận đấu khó khăn, đội tuyển Nhật Bản rất nhanh, nhưng đá luân lưu như trôi sổ số, số vậy. Giờ thì có thể vào vòng sau, chúng tôi sẽ gặp Brazil, nhưng chúng tôi mong đó là Hàn Quốc. Trước khi bóng lăn, nhiều người châu Á đã kỳ vọng vào một phép màu nữa xảy ra khi đội tuyển xứ Kim chi được vào vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, một số người thực tế lại tỏ ra bi quan bởi đại diện châu Á lại phải gặp một trong những đội bóng lớn nhất thế giới, từng vô địch nhiều kỳ World Cup trước đây, đó chính là Brazil. Và cuối cùng thì Hàn Quốc đã sớm vỡ trận trước một Brazil có đẳng cấp vượt trội. Ngay ở phút thứ 36 trong hiệp 1, Paqueta đã thoải mái dứt điểm trong vùng cấm để nâng tỷ số lên 4-0 cho Brazil. Tiền vệ thuộc biên chế West Ham có bàn đầu tiên trong sự nghiệp tại World Cup. Trước đó, vào các phút 29, 13 và 7, đội tuyển đến từ Nam Mỹ đã nhanh chóng và dễ dàng ghi tới 3 bàn. Lợi thế lớn khi dẫn bàn sớm giúp các cầu thủ Brazil có thể tự tin thực hiện những pha xử lý kỹ thuật trong trận này. Ở bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc bê tắc và chỉ có thể trông chờ vào những tình huống cố định. Gần cuối trận, Hàn Quốc đã ghi được bàn danh dự ở phút thứ 76 sau một tình huống lộn rộn trong vùng cấm. Bây giờ, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Và thắng trận chung kết, chúng tôi sẽ đi vào đến trận chung kết. Đối thủ của Brazil ở vòng sau sẽ là Croatia.